Ngọc Thơ, Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin dự đoán bức tranh toàn cảnh Việt Nam năm 2023 từ những xu hướng cuối năm 2022. Sau 2 năm đại dịch, dù có rất nhiều bất cập trong các biện pháp chống dịch, nhưng Việt Nam cũng không đến nỗi thê thảm như Trung Quốc nhờ sớm điều chỉnh chính sách chống dịch và chính sách vaccine. Nhưng bên cạnh đó, 2 đại án Việt Á và chuyến bay giải cứu lại là đại án tham nhũng có hệ thống. Những cán bộ, quan chức, chính quyền đã lợi dụng tình huống đặc biệt trong dịch bệnh để thao túng chính sách và lũng đoạn nhà nước. Các đại án này có mối quan hệ sâu và rộng đến mức điều tra suốt cả năm trời vẫn chưa lôi ra hết những con sâu. Vụ AIC cũng chưa kết thúc và còn rất nhiều bí ẩn khó lường, phụ thuộc rất nhiều vào việc công an có bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án hay không, và phụ thuộc vào thái độ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau y tế có lẽ sẽ đến những ngành khác lần lượt vào lò. Hiện nay, vụ đăng kiểm đang mở rộng điều tra và những nhóm lợi ích trong ngành giáo dục có lẽ cũng sẽ bị sờ gáy. Hình ảnh 3 ông lãnh đạo cấp cao bị bãi nhiệm, chống tham nhũng quá triệt để nhưng lại không minh bạch có thể dẫn tới nhiều hệ lụy cả về kinh tế lẫn chính trị. Cán bộ quan chức vì lo ngại bị xử lý nên không dám làm gì, dẫn đến việc cấp phép cho các hoạt động kinh tế bị đình trệ. Các doanh nghiệp cũng sợ bị gặp phải rủi ro trong quá trình điều tra tham nhũng nên cũng dè dặt không dám đầu tư. Sau khi Trung Quốc xóa bỏ chính sách Zero Covid, dòng người từ các thành phố lớn ồ ạt di chuyển về nông thôn đã khiến dịch bệnh lan nhanh như sóng thần. Dân Trung Quốc chỉ được chích 2 loại vaccine trong nước sản xuất là Coronavac và Sinopharm, nhưng 2 loại vaccine này lại không hiệu quả dẫn đến tình trạng lây nhiễm và tử vong cao. Nhưng Trung Quốc lại che giấu thông tin dịch bệnh nên ngay cả WHO cũng không nắm được thực trạng. Trong khi đó, từ ngày 8 tháng 1, 2023, Trung Quốc đã mở cửa biên giới trở lại. Riêng tại cửa khẩu Móng Cái, ngày 8 tháng 1 có hơn 3.000 người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại tại Việt Nam trong thời gian tới. Việc 3 nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam bị bãi nhiệm, đặc biệt là việc bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, đã gây nên nỗi lo ngại cho giới đầu tư nước ngoài và họ cho rằng đây là sự khởi đầu cho một giai đoạn bất ổn về chính trị. Nhiều người cho rằng đây không phải là thực sự chống tham nhũng mà chỉ là cuộc thanh trừng phe phái nội bộ kiểu Tập Cận Bình. Nhiều nhà quan sát cho rằng Nguyễn Xuân Phúc phải nghỉ vì liên quan đến Việt Á, Phạm Minh Chính gặp rắc rối vì AIC. Như vậy, trong tứ trụ chỉ còn lại một mình ông Vương Đình Huệ, được lợi vì trở thành ứng cử viên duy nhất cho chức Tổng Bí thư vào năm 2026. Hình ảnh Vương Đình Huệ, người được hưởng lợi trong công cuộc đốt lò của ông Trọng. Nhưng mới đây, đời tư của ông Vương Đình Huệ lại bị bới ra khi trên mạng xã hội lan tràn hình ảnh vợ bé và con riêng của ông. Không rõ việc này có ảnh hưởng đến con đường quan lộ của ông hay không. Cuối năm 2022, tuy đảng hả hê với con số tăng trưởng ngoạn mục hơn 8%, nhưng thực tế phơi bày cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang rất bết bát. Năm 2023, kinh tế thế giới lại đang có những dự báo khó lường, Việt Nam khó thoát khỏi vòng xoáy đó. Nền kinh tế Việt Nam có 3 yếu điểm, đó là xuất khẩu phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ, chiếm 30% kim ngạch, xuất siêu 100 tỷ USD. Nhập khẩu phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, nhập siêu 110 tỷ USD. Hoạt động xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào tàu biển của nước ngoài. Với những yếu điểm này, khi nền kinh tế các nước mà Việt Nam xuất hoặc nhập hàng có vấn đề thì tất yếu kinh tế Việt Nam cũng lao đao theo. Việt Nam có lợi thế là có thể trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài sau khi họ rời bỏ Trung Quốc vì những bất ổn ở đó. Tuy nhiên, cuộc đấu đá nội bộ của Việt Nam đã làm cho các nhà đầu tư phải e ngại. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã lao dốc trong năm 2022. Thị trường bất động sản đóng băng và thị trường trái phiếu tan nát. Tâm lý nhà đầu tư và người dân bất an, mất niềm tin với thị trường và với cả hệ thống ngân hàng. Hình ảnh số liệu thống kê về kinh tế Việt Nam năm 2022 không mấy người tin. Tình hình Biển Đông vẫn bất ổn, tuy nhiên Trung Quốc không lấn thêm được gì nhiều dù đã thường xuyên tập trận. Mỹ đã tuyên bố viện trợ cho Manila 100 triệu USD tháng 10 năm 2022 và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm Manila tháng 11 năm 2022. Việt Nam tuy im lặng với Trung Quốc nhưng cũng đã tăng cường xây dựng các tiền đồn ở Trường Sa. Vào cuối năm 2022, Việt Nam đã nạo vét và bồi đắp 4 đảo Namyit Island, Passion Reef, Sand Cay và Tenet Reef. Hiện nay, Namyit và Passion là hai tiền đồn lớn nhất của Việt Nam tại Trường Sa, theo Asia Times ngày 23 tháng 1 năm 2023. Tuy Việt Nam tỏ ra lạnh nhạt với Mỹ, nhưng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương vẫn tiếp tục được tăng cường. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ellie Ratner đã đến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm 2022 để đối thoại về quốc phòng, và Hà Nội đã mời các công ty Mỹ về dự hội chợ quốc phòng quốc tế đầu tiên vào tháng 10. Việt Nam vẫn lo ngại về cán cân quyền lực tại Biển Đông, nhưng vẫn chưa thấy việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Washington là cấp thiết. Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng các căn cứ tại Trường Sa và hợp tác quân sự có giới hạn với Mỹ. Nếu không có biến động bất ngờ nào, quan hệ Việt Nam-Mỹ năm 2023 cũng sẽ như 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin dự đoán bức tranh toàn cảnh Việt Nam năm 2023 từ những xu hướng cuối năm 2022. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kết thúc điều tra đối với blogger Nguyễn Lân Thắng. Ngày 3 tháng 2, AFA dẫn lời luật sư Lê Văn Luân cho biết, Công an thành phố Hà Nội thông báo kết thúc giai đoạn điều tra đối với blogger Nguyễn Lân Thắng, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát thành phố truy tố ông với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Thông tin mà chúng tôi tiếp nhận gần nhất là việc kết thúc điều tra diễn ra vào ngày 17 tháng 1. Theo thông báo mà chúng tôi nhận được, chúng tôi vừa đăng ký thủ tục luật sư từ giai đoạn này để tham gia vào quá trình tiếp xúc bị can và hồ sơ tài liệu, ông Luân nói với AFA. Hình ảnh bài viết trên trang AFA. Ông Lê Văn Luân, một trong hai luật sư được gia đình ông Thắng thuê để bào chữa cho ông. Luật sư còn lại là ông Đặng Đình Mạnh. AFA cho biết theo thông tin từ bà Lê Bích Vượng, vợ của ông Thắng, thì gia đình không được gặp hoặc nói chuyện bằng bất kỳ hình thức gì với ông Thắng kể từ khi bị bắt. Đồng thời, cả hai luật sư đều chưa được gặp thân chủ, dù có đơn đề nghị gửi tới cơ quan công an ngay sau ngày ông Thắng bị tạm giam. Bà Vượng cho biết thêm, gia đình được phép gửi thức ăn và đồ dùng mua từ căng tin của trại giam số 1 Từ Liêm, Hà Nội để gửi vào cho chồng hàng tuần. Bà nói bà rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của ông Thắng, người có tiền sử bệnh hen, nhưng cán bộ trại giam không cho phép gia đình gửi thuốc vào. Điều tra viên còn cho gia đình biết ông Thắng kêu đau xương và bị mờ mắt. Sau khi qua thời hạn 4 tháng điều tra vào đầu tháng 11 năm ngoái, Công an Hà Nội gia hạn thời gian tạm giam tới ngày 30 tháng 1 năm 2023, nhưng không thông báo cho gia đình. Trao đổi với AFA qua tin nhắn, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW, cho rằng quyết định truy tố ông Nguyễn Lân Thắng cho thấy chiến dịch của Việt Nam nhằm trấn áp các quan điểm phê phán và đưa các nhà hoạt động vào sâu song sắt, không hề chậm lại một chút nào, bất chấp tình trạng bất ổn chính trị và các vụ từ chức chính thức của những người đứng đầu chính phủ. Hình ảnh blogger Nguyễn Lân Thắng. Nguyễn Lân Thắng đối mặt với án tù dài hạn chỉ vì bày tỏ quan điểm trên Facebook mà nhà cầm quyền Cộng sản không thích. Bắt giữ người dân với những cáo buộc lố bịch như tuyên truyền chống nhà nước không phải là một dấu hiệu của sức mạnh, mà là một dấu hiệu của sự yếu kém, và chỉ cho thấy chế độ độc tài cầm quyền của Việt Nam thực sự hoang tưởng về mặt chính trị như thế nào khi dân chúng chỉ ra lỗi lầm của chế độ. Ông Phil Robertson viết, Nguyễn Lân Thắng sinh năm 1975, là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông tham gia phong trào biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2011 và có nhiều đóng góp cho cuộc đấu tranh chống bất công ở Việt Nam. Ông đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. Theo AFA, dù ông Thắng bị bắt, nhưng cho đến nay Facebook Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Lân Ké của ông có gần 160.000 người theo dõi, vẫn hoạt động bình thường với các bài đăng chia sẻ. Ông Thắng còn có một blog trên AFA từ năm 2013. Việc bắt giam và khởi tố ông Nguyễn Lân Thắng là hành động trả thù của chính quyền đối với các hoạt động bảo vệ nhân quyền của ông Thắng, đồng thời cũng là lời đe dọa của chính quyền nhắm đến những nhà hoạt động khác, cũng như những người có tư tưởng quan điểm khác với đảng và chính quyền. Điều 117 Bộ Luật Hình sự là một trong 3 điều luật vô lý và mơ hồ mà chính quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng để trấn áp giới bất đồng chính kiến, Dù gặp rất nhiều phản đối từ trong nước đến các tổ chức quốc tế, nhưng nhà nước Cộng sản vẫn bất chấp và duy trì điều luật này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin kết thúc điều tra với blogger Nguyễn Lân Thắng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d